Rồi, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái ống kính tiêu cự 35 mm của Samyang ha. Thì đây là cái con ống kính khẩu 1.4 giá rẻ. Cái con này thì hầu như là cất tủ. Còn cái là cái túi đựng. Ngoại hình của con này thì rất đẹp. Có một cái cục bụi dính ở kính trước. Rồi, ngoại hình của em nó ha. Mới keng luôn. Sẽ xoay một vòng. Thì cái ống Sony 3518 hiện tại nó cũng tầm 10 triệu hàng cũ rồi. Thì con này 1.4 nhưng mà giá nó rẻ hơn ha. Cái phần phía sau ngàm còn rất là đẹp. Rồi ok, mọi người có nhu cầu thì liên hệ mình. Mình có để cái link ở phần mô tả ha. Ok, xin cảm ơn. Chào mọi người ha.